Thưa quý vị, được triển khai từ tháng 8 năm 2022 đến nay, chương trình đổi rác thải nhựa lấy cây xanh do Hội Phụ Nữ Phường An Hội tổ chức đã có trên 50% chị em hội viên phụ nữ ở đều khắp 7 chi hội, khu phố trên địa bàn phường tham gia. Dự kiến hoạt động diễn ra cho lúc 8 giờ 30 phút, nhưng mới hơn 7 giờ, nhiều hội viên phụ nữ đã mang rác thải nhựa, rác thải có thể tái chế đến điểm thu đổi. Về phía ban chấp hành hội phụ nữ phường, những chậu cây xanh nho nhỏ, xinh xinh, chế đủ sắc màu do các chị trong ban chấp hành tự nguyện mang đến đóng góp cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Không chỉ được tự chọn lựa cây trồng mà mình yêu thích, các chị tình cờ gặp nhau tại điểm thu đổi còn cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trồng hoa, trồng cây kiểng sao cho cây phát triển tốt, nhanh ra hoa. Đặc biệt là cách tận dụng rác thải nhà bếp để ủ phân bón cho cây tốt ra sao, an toàn như thế nào cũng được các chị chia sẻ, đổi trao. Chương trình đổi rác thải nhựa lấy cây xanh đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường triển khai hồi đầu tháng 8 cho đến nay. Thì qua 4 đợt triển khai thì đã được cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn hưởng ứng rất là nhiệt tình, nhằm để tuyên truyền cũng như là nhân rộng, nâng cao ý thức của cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại nguồn và hạn chế việc vứt rác thải ra môi trường, nhằm góp phần thực hiện chủ trương 60 của thành ủy, trong đó có nội dung là không rác thải, nước thải gây ô nhiễm môi trường. Và bên cạnh đó thì cũng phát động cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn trồng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường để góp phần thực hiện chương trình là mỗi phụ nữ trồng một cây xanh do Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp phát động. Có mặt từ rất sớm để cùng các chị trong ban chấp hành hội phụ nữ phường hoàn tất khâu chuẩn bị, đồng thời vừa mang rác thải đến đổi lấy cây xanh. Chị Phùng Thị Tuyết Xuân ở khu phố 6 phường An Hội cho biết, không chỉ thu gom rác thải tại hộ gia đình, chị Xuân và nhiều chị trong khu phố còn thu gom rác thải của những hộ dân xung quanh để đổi lấy cây rồi về chia nhau trồng. Sau khi những cây được nhận ở những đợt đầu phát triển, chị Xuân lại tiếp tục sang chiết ra để nhân rộng cho sân vườn nhà mình và cho cả những nhà lân cận. Mình rất là hoan nghênh cái chương trình này, tại vì cái chương trình này nó tạo cho phụ nữ mình nói chung là thu gom lại những cái vật dụng gì có thể tái chế, rồi đổi cây xanh về trồng, làm cây xanh làm cảnh quan môi trường của gia đình. Cái chương trình này là rất là tốt, thì mình cũng động viên của bà con với phụ nữ trong tổ mình á, là nếu có sử dụng rác thải thì mình những rác thải nào mà tái chế thì nên thu gom gọn gàng để đổi lấy cây xanh, không vứt rác bừa bãi. Vừa tạo được cảnh quan sống đẹp đẽ, sinh động cho nhà ở, chương trình đổi rác thải lấy cây xanh do Hội Phụ Nữ Phường An Hội thực hiện còn gián tiếp vận động chị em nâng cao ý thức về phân loại rác thải tại nguồn. Mảng xanh này của nhà chị Đỗ Thị Hường ở khu phố 3 phường An Hội, sau khi các người em trong nhà lần lượt lập gia đình, chị Hường sống một mình bằng nghề thợ may đã mấy chục năm nay. Nhà phố khá nhỏ, nhưng chị Hường cũng cố gắng tận dụng khoảng hành lang trước nhà để trồng cây xanh. Không chỉ có cây kiểng, những chậu cây xanh của chị Hường trồng còn có các loại rau, vừa làm rau ăn, rau gia vị, vừa làm thuốc. Tiếp thêm cho chị nguồn sinh lực mới. Chương trình mà đổi rác thải nhựa lấy cây xanh đó là cái chương trình rất thiết thực. Bởi vì trong mọi người đều phải trồng cây xanh để mình làm giảm bớt ô nhiễm của môi trường. Cái thứ hai là mình lấy cái tiền mà mình bán rác thải nhựa giúp cho một phần cho những phụ nữ nghèo neo đơn ở khu phố, giúp người ta một phần nào để cho người ta cải thiện sự sống cũng như giúp ích thôi. Chứ cái này thì nhiều thì mình nói không nhiều được. Nhưng mà mỗi từng lớp mình giúp đỡ mọi người đặng đỡ trong cuộc sống. Thứ hết là mình trồng để cây xanh vừa lấy cái quang cảnh nó đẹp. Cái thứ hai là nó sẽ hút được cái không khí nóng ở bên ngoài, cho nó mát nhà cũng như nó làm giảm thiểu bớt đi cái sự ô nhiễm ở ngoài không khí. Vừa bảo vệ cái sức khỏe của mình cũng được. Với cái vui của mình là mình chăm sóc nó, cái mình cảm thấy như sự sống của mình nó sẽ có sự sống, thì mình lấy cái đó là làm cái niềm vui của mình. Hướng tới thì họ sẽ tiếp tục duy trì cũng như là nhân rộng mô hình này ở một số điểm nữa trên địa bàn phường. Từ đó đẩy mạnh hơn nữa cái hoạt động mà bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn. Ngoài chương trình đổi rác lấy cây xanh theo định kỳ hàng tháng, ban chấp hành hội phụ nữ phường An Hội còn mở ngôi nhà vì bạn vì tôi làm nơi tiếp nhận chứa rác thải nhựa, rác có thể tái chế. Mỗi ngày chị em hội viên phụ nữ đi chợ, đi làm gang có thể mang theo rác thải nhựa, rác có thể tái chế để vào ngôi nhà vì bạn vì tôi.
Kinh phí thu được sau khi đổi rác thành tiền sẽ dùng làm quỹ, hỗ trợ chăm sóc lại cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.